Đồng hồ Đức Tín xin kính chào các anh chị và các bác. Trong video của ngày hôm nay, em tiếp tục gửi tới các anh chị và các bác về chiếc đồng hồ cây trong phân khúc cao cấp. Và chiếc đồng hồ cây này đến từ thương hiệu Howard Miller. Vâng, vỏ ngoài của cái chiếc đồng hồ cây này thì sở hữu một cái kích thước khá là đồ sộ. Vâng, cả chiều cao cũng như là bề rộng nó có một kích thước rất là lớn và nó cao lớn hơn so với những chiếc đồng hồ bình thường. Và ngoài ra thì cái chiếc đồng hồ cây này thì còn thuộc phiên bản là đại sứ của thương hiệu Howard Miller các bác nhé. Vâng, đối với những nhà bác nào có phòng khách rộng rãi đó, thì khi mà sở hữu cái chiếc đồng hồ cây này thì trông nó rất là bề thế và rất là đẳng cấp. Vâng, và em cũng xin phép giới thiệu lại một chút thì tất cả những chiếc đồng hồ cây bên em thì đều được bảo hành vào lên tới 5 năm. Vâng, và chiếc đồng hồ cây thuộc phiên bản đại sứ này thì bên em sẽ lắp đặt và bàn giao tại nhà cũng như là sẽ bảo hành lên tới 5 năm và bảo trì dài hạn cho các bác nhé. Vâng, nhà em thì không mất chi phí thuê cửa hàng cũng như là không mất chi phí thuê thợ bảo dưỡng và thuê thợ đi bảo hành bảo trì những chiếc đồng hồ cây, nên là giá trị của những chiếc đồng hồ cây thì được tiết giảm một cách tối đa và mang tới cho các bác một cái mức giá thành rất là hợp lý các bác nhé. Vâng, cái chiếc đồng hồ cây cao cấp và thuộc phiên bản đại sứ có kích thước rất là bề thế này thì bên em có giá niêm yết là 79 triệu, một chiếc đồng hồ cây rất là cao lớn, vâng, cao to đẹp trai. Các bác có thể quan sát hình ảnh tổng quan phía ngoài của cái chiếc đồng hồ cây này. Vâng, em quay xa một chút để các bác nhìn được rõ hơn. Vâng, và cái cánh cửa bên hông ở bộ phận phía trên máy các bác thì em tháo ra để lát nữa em sẽ quay tới bộ phận máy để các bác theo dõi. Vâng, và chiếc đồng hồ cây này thì có mã số là HVK665. Vâng, có chiều cao rất là lớn các bạn, chiều cao lên tới 2m36. Vâng, 2m36, cao hơn cái chiếc đồng hồ bên cạnh 15cm. Vâng, còn bề rộng của cái chiếc đồng hồ cây này là 71cm. Đấy, chiều rộng tại vị trí phần chân đế này đây là 71cm. Và chiều dày là 41cm. Vâng, thước khá là lớn. Vâng, còn cỗ máy của cái chiếc đồng hồ cây này thì là cỗ máy đến từ thương hiệu Kianizer. Cỗ máy là KSU60. Vâng, cỗ máy 12 gông 12 búa, chơi 3 bản nhạc và đầy đủ tính năng là tắt chuông điểm nhạc, tính năng là tắt chuông điểm giờ và tính năng là tự động tắt chuông đêm. Vâng, và như các bác nhìn hình ảnh phía ngoài cũng thấy là nó sở hữu con lắc đàn, 3 quả tạ và bộ phận mặt số thì đều có hoa văn họa tiết. Vâng, hay nói cách khác là đây là sở hữu cỗ máy lắc tạ hoa văn đầy đủ các bác nhé. Vâng, dòng Howard Miller thì rất là chú trọng tới hình thức. Vâng, và vỏ ngoài của cái chiếc đồng hồ cây này thì được làm từ rất là nhiều cái loại gỗ cao cấp khác nhau, đó là gỗ óc chó này, gỗ nu, gỗ thông phong, gỗ mụn ruồi các bác nhé. Vâng, và cái chiếc đồng hồ cây này thì có model của nhà sản xuất, đó là model Howard Miller 610991, nó gần hết số của phân khúc 610 các bác nhé, nên chiếc đồng hồ cây này là rất là cao cấp. Em quay cái phần trên đỉnh để các bác nhìn rõ hơn này. Sở hữu hai cổ ngỗng thiên nga rất là dày dặn. Và trên đỉnh thì có cả cái họa tiết hình bông hoa các bác nhá. Vâng, cao tới 2m36. Vâng, em cao 1m75 rồi và em dơ hết tầm tay rồi cũng không tới, thậm chí em kiễng lên cũng không tới. Vâng, và ở giữa thì có một cái con tiện được khắc chạm thủ công hình hoa lá, cái hình chiếc lá Erkenthal thế ạ. Cái miền Địa Trung Hải, và các bác thường hay nhìn thấy hình ảnh những chiếc lá này ở trong các công trình kiến trúc, đặc biệt là các công trình kiến trúc La Mã hay là kiến trúc Tân Cổ Điển các bạn, hoặc là các bác có thể đến các nhà thờ của người Công giáo ấy, thì cũng hay có những cái họa tiết này, đó chính là cái chiếc lá Erkenthal của cái miền Địa Trung Hải các bác nhá. Vâng, và mặt trước của cái chiếc đồng hồ, mặt trước cái phần trên đỉnh này đây thì được cẩn những họa tiết rất là đẹp mắt. Đây, cần họa tiết đây, họa tiết hoa lá. Vâng, đấy chính là cái điểm nhấn của cái chiếc đồng hồ cây này. Đó, nó theo cái con mắt của em. Đó, nó rất là đẹp mắt.
và cẩn thì rất là đẹp đẽ, rất là tinh tế. Còn hai cái tấm gỗ bên này là hai cái tấm gỗ đối xứng nhau các bác nhé. Vâng, hãng Howard Miller thì người ta sẽ lựa chọn gỗ rất là cẩn thận. Và các bác thấy không ạ, cái màu sắc của cái chiếc đồng hồ cây này thì cũng rất là cuốn hút, màu nâu đỏ này, và nó phủ một lớp pano bóng này này, và những chiếc đồng hồ cây rất sạch sẽ và trông nó như là chiếc đồng hồ cây mới sử dụng các bác ạ. Đây là bảng lề còn nguyên bản và rất là chắc chắn, khóa của thương hiệu Howard Miller. Và đây đây là cái cánh cửa lùa các bác, cánh cửa lùa để các bác kiểm tra cái cỗ máy ở bên trong. Rồi hai bên hông ở đây là hai cái tấm kính. Vâng, chiếc đồng hồ cây thì sẽ nhìn được ba mặt các bác nhá. Và các bác có thể kê trực diện cái phòng khách của các bác hoặc là kê chéo trong góc thì đều rất là đẹp luôn. Và em quay tới cái phần chân đế của cái chiếc đồng hồ cây này. Các bạn thấy phần chân đế này nó cũng sở hữu cái họa tiết ở vị trí hai bên mặt trước, hai cái thức cột ạ, cũng là những chi tiết chạm trổ bằng thủ công rất là đẹp mắt. Phía dưới là các lớp phân tầng. Trong những thiết kế của chiếc đồng hồ cây thì thế giới người ta công nhận rồi, cả thế giới dùng, và người châu Âu người ta dùng cách đây 100-200 năm rồi. Vâng, và đến thời điểm này người ta cũng rất là ưa chuộng. Và cái hãng Howard Miller ấy, thì nó vẫn sản xuất các bác nhá, vẫn sản xuất những chiếc đồng hồ. Còn cái chiếc đồng hồ cây này thì có tuổi đời khoảng 30 năm rồi, tuy nhiên là nó trong tình trạng rất là mới. Thì em cũng đánh giá là người nước ngoài người ta rất là chú trọng vấn đề bảo hành, bảo trì. Và cũng một phần là do cái không khí, thời tiết ở bên nước ngoài nó phù hợp, nên là chiếc đồng hồ cây trong tình trạng rất là mới các bác nhá. Vị trí này còn có cả cái họa tiết chạm trổ, họa tiết hoa lá chạm trổ. Đây em quay gần thì cái nhiệt độ màu của nó vàng hơn, nó phản ánh cái màu vàng hơn. Còn cái màu sắc của cái chiếc đồng hồ cây này màu nâu đỏ các bác nhá. Đây cái góc này thì nhìn chuẩn hơn các bác này. Vâng, bởi vì cái điện thoại của em thì nhiều lúc nó do cái nhiệt độ màu, do cái góc quay nên là cái màu sắc nó không phản ánh thật sự là chính xác được. Và cái chiếc đồng hồ cây này có một cái cánh cửa, và cánh cửa rất là lớn, bao gồm hai cái tấm kính. Cái thức cột này cũng rất là to các bác nhé, thức cột hai bên rất là to, rất là chắc chắn, nó giống như một cái khung cửa các bạn, rất vững chãi. Đây là tem của thương hiệu Howard Miller. Chiếc đồng hồ cây này thì có model là 610991 cùng với lại series của chiếc đồng hồ cây này. Và nên các bác có thể tra thêm thông tin của cái chiếc đồng hồ cây này trên mạng các bác nhé. Và đây là bộ phận là ba quả tạ, ba quả tạ lắc tạ hoa văn đây. Còn là rất là mới này các bạn. Đây, em thấy nó không có thể có cái vết xước này. Có một hai vết xước nhưng mà li ti thôi, nó nhỏ hơn cả sợi tóc. Và đây là vị trí con lắc đàn. Đấy, con lắc đàn. Và em thấy là trong các chiếc đồng hồ cây các bạn, vâng, em rất thích cái hình ảnh con lắc đàn đung đưa. Vâng, nó rất là nhẹ nhàng từ tốn và cảm giác rất là thư thái các bạn. Đây, các bạn có thể nhìn thấy ạ. Và nó còn có yếu tố về mặt phong thủy nữa. Nó kích hoạt cái không khí để không khí trong nhà nó lưu thông. Vâng, bản chất của phong thủy chính là khí mà các bác. Đó, nó luôn chuyển khí. Và nhất là những chiếc đồng hồ cây mà kê ở cái vị trí góc của ngôi nhà hay là vị trí mà khí trường nó yếu ấy. Vâng, thì để chiếc đồng hồ cây nó sẽ kích hoạt cái khí trường, làm cho cái khí vùng khí trong phòng khách của bác tốt lên. Còn lắc đàn hoa văn rất là đẹp mắt. Còn bộ phận mặt số cũng thế ạ, bộ phận mặt số cũng rất là đẹp luôn. Vâng, rất là ít lỗi, hoa văn rất là đẹp mắt. Và cái màu vàng ở đây hiện lên là cực kỳ cuốn hút luôn các bạn. Còn trong phân khúc cao cấp thì không thể chê vào đâu được, thiết kế nó theo một cái tiêu chuẩn cả về màu sắc, cả về hình khối và các tỷ lệ rất là đẹp luôn. Vâng, và chiếc đồng hồ cây này thuộc phiên bản đại sứ này, collection Estrador, tức là phiên bản nằm trong bộ sưu tập của thương hiệu Howard Miller. Trên này chính cái lịch tuần trăng, lịch Mon Man đấy. Và lịch Mon Man này nó xuất hiện từ thế kỷ thứ
17 các bác nhá. Còn thời điểm đó thì chưa có đồng hồ và người ta sẽ tính theo cái hình mặt trăng. Vâng, và cái thời điểm đó thì khi mà cái chiếc đồng hồ cây nó được sản xuất và ra đời và được mọi nhiều người sử dụng ấy, thì nó có một cái vấn đề đó là những cái tên trộm ấy. Vâng, những cái tên trộm thì thường thì hay nhìn vào cái nịch trăng này thì sẽ biết là những ngày nào sáng, ngày nào tối, và sẽ thể và cái tên trộm đó thì sẽ hành động. Vâng, và có một cái thời gian những cái chiếc đồng hồ cây này đã các nhà sản xuất đã bỏ đi cái chiếc đồng hồ lịch Mon man này, nhưng tuy nhiên là sau đó một thời gian thì thấy nó cũng không phải là hạn chế được cái việc đó, và nó tích hợp thì rất là đẹp, đẹp cả về kiến trúc, đẹp cả về cái hình dáng bên ngoài, và nó có những tính năng ưu việt và đẹp hơn, nó thuận tiện hơn và nó tiện ích cho các bác, cho người sử dụng đấy, nên người ta vẫn tích hợp vào. Vâng, và đến thời điểm bây giờ thì nó là một cái yếu tố, một cái chi tiết không thể thiếu trên những chiếc đồng hồ cây các bác nhé. Trừ những chiếc đồng hồ cây đặc biệt mang kiểu dáng và phong cách khác thì nó không có cái lịch tuần trăng này thôi. Vâng, kim đây là kim rốn, thể hiện là dây đó, 60 dây, 3 ổ cót để hàng tuần các bác lên cót qua 3 kiểu cót này các bác nhé. Thường thường thì khoảng một tuần nó sẽ hết cót, tuy nhiên thì một tuần nó sẽ xuống tới tận phía phía dưới cái phần đế này, khoảng tầm 5 ngày thì các bác cũng nên tạ cho em một lần nhé. Thì cái quả tạ nó ở vị trí lửng lửng chỗ cái quả lắc ấy, và khi mà cho cao lên nó nhìn nó đẹp đẽ hơn. Vâng, còn nói về cơ cấu bộ máy thì cái chiếc đồng hồ cây này sẽ chơi ba bản nhạc đấy các bạn, bản Westminster hoặc là T-Michael, bản Westminster và chế độ phát chuông điệp nhạc, nó giống với những chiếc đồng hồ cây khác thôi. Vâng, bên này thì có cái chế độ là tự động phát chuông đêm. Vâng, và nó khác cái cỗ máy ở bên trong, và cỗ máy của cái chiếc đồng hồ cây này là đến từ thương hiệu Kianizer, và cỗ máy KSU 60 rất là cao cấp. Và máy ở đây là máy vách lớn này, và máy vách 3 đồng xu, 3 đồng tiền các bạn. Đây các bác có thấy trên vách được truyện cả thương hiệu của Howard Miller, và phía xa kia là thương hiệu Kianizer, thương hiệu sản xuất ra cỗ máy này rồi. Vâng, và cỗ máy thì đã được anh em bên em bảo dưỡng rất là cẩn thận rồi và đang kiểm tra độ nhanh chậm. Tuy nhiên là kiểm tra thì thấy là chiếc đồng hồ cây này hoạt động khá là ổn định và trơn tru các bác nhé. Vâng, khi mà lắp đặt cho các bác và sau đó các bác sử dụng thì sẽ không có cái lỗi gì nữa các bác nhé. Bên em đã kiểm tra rất là cẩn thận và kỹ lưỡng rồi. Và cái chiếc đồng hồ cây này phải mất tới ba người kiểm tra. Vâng, và bản thân em cũng đã kiểm tra rất là kỹ lưỡng rồi thì mới giới thiệu tới các bác đây nhé. Vâng, và bây giờ em sẽ test chuông cái chiếc đồng hồ cây này để các bác theo dõi. Bây giờ bản Westminster các bác. Âm thanh của cái chiếc đồng hồ cây này thì em đánh giá nó nhẹ nhàng, nó thư thái, nó từ từ tốn. Còn các bác nào muốn cái bản nhạc nó vui vẻ hơn thì các bác có để bản là ST Michael các bác nhé. Khắc 9 giờ này em sẽ quay cái phần. Cây này có độ ngân rất là sâu. Vâng, và cái chiếc đồng hồ cây này thì còn có cả đèn chiếu sáng ở bên trong nữa các bác nhá. Nãy thì em chưa giới thiệu tới các bác. Đó, cái đèn ở bên phía trong này ạ. Vâng, có thêm đèn chiếu sáng, đèn ở đây là đèn là 110V. Vâng, và khi các bác cũng muốn sử dụng thì em sẽ có thể đổi sang cái chiếc bóng đèn 220V để các bác
sử dụng nó được tiện lợi, nó phù hợp hơn. Vâng, và em để bản ST Michael, một cái bản nhạc vui vẻ hơn để các bác nghe một đoạn nhé. Vâng, bản ST Michael này, còn đây là bản Whistlington, giai điệu nó sẽ rộn ràng hơn. Vâng, thời tiết nó thay đổi nên em cũng hơi ho một chút, thì các bác đang theo dõi video thì cũng thông cảm cho em các bác nhé. Vâng, và vừa rồi thì em giới thiệu tới các anh chị và các bác về chiếc đồng hồ cây trong phân khúc cao cấp của thương hiệu Howard Miller. Vâng, chiếc đồng hồ cây này là thuộc phiên bản đại sứ, phiên bản đại sứ rất là cao cấp. Cùng với đó là nó sở hữu một kích thước khá là lớn và đồ sộ. Vâng, và bác nào thấy yêu thích hay là thấy phù hợp với cái chiếc đồng hồ cây này thì các bác gọi điện ngay cho bên em theo số điện thoại là 0902 021314, hoặc là các bác nào có thể mua ngay cái chiếc đồng hồ cây này thì các bác có thể đặt cọc trước cho bên em một chút thôi, thì bên em sẽ sau khi lắp đặt và bàn giao thì bên em sẽ thu tiền đầy đủ các bác nhé. Vâng, và cái chiếc đồng hồ cây này thì sẽ được bảo hành lên tới 5 năm và sẽ bảo trì cũng như là hỗ trợ trọn đời cho các bác nhé. Vâng, và em cũng xin cảm ơn tất cả các bác đã dành thời gian theo dõi video này của em giới thiệu, và em cũng xin hẹn gặp lại tất cả các anh chị và các bác trong những video tiếp theo của bên em. Em xin kính chào và tạm biệt các anh chị và các bác.